Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Dạo này các anh các chị lấy những cái mẫu chậu lục đen mà giá rẻ này rất là nhiều các anh các chị. Hôm nay thì em lại qua một cái video gửi đến các anh các chị bốn cái size cỡ mà các anh các chị hãy dùng nhất nhá. Và hôm nay thì là có thêm một size vì là bên em mới ra cái mẫu màu đen của size 520 nhá. Bắt đầu thì cũng từ cái chậu lục nhỏ nhất ạ. Chậu lục nhỏ nhất này là thì là cái mã FA350 nhá. FA350 kích thước nó sẽ là 25. Lọt lòng nó sẽ là 21 và cái chiều cao của chậu thì nó sẽ là 18 nhá các anh các chị nhá. Mẫu chậu này thì có giá là 10.000 đồng. Bên em bao ship toàn quốc là từ 30 chậu cho các anh các chị nhá. Cái lục vân gạch đẹp như thế này. Và các anh các chị sử dụng trồng cây nó sẽ ít bị bạc màu hơn so với cái màu đỏ nhá. Bình thường nó sẽ có cái màu đỏ như thế này. Như hôm nay ở cái video này thì em sẽ không giới thiệu về những cái mẫu chậu màu đỏ này, mà dạo này các anh các chị chuộng cái màu đen rất là nhiều nên là em gửi đến các anh các chị cái mẫu chậu màu đen nhá. 10.000 đồng một cái mẫu chậu mà em vừa mới giới thiệu. Tiếp đến là cái mẫu chậu FA450. FA450 thì hiện tại đang có giá là 16.000 nhé. Kích thước thì nó sẽ là 31 này. Lọt lòng nó sẽ là 26. Chiều cao của chậu thì nó sẽ là 22. Mẫu chậu này cũng bao ship toàn quốc cho các anh các chị từ 30 chậu với giá là 16.000 đồng. Và một cái mẫu mà được công ty đang trợ giá rất là nhiều các anh các chị nhé, là FA480 màu đá đen. FA480 màu đá đen hiện tại thì đang có cái kích thước là 36 này. Lọt lòng nó sẽ là 31 này. Chiều cao thì nó sẽ là 25 này. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá 18.000 đồng nhé. Đang được trợ giá với giá là 18.000 đồng. Và bao ship toàn quốc cho các anh các chị là từ 30 chậu. Rất là rẻ. Và nếu mà không có trợ giá thì nó sẽ giá vào 20.000 đồng các anh các chị nha. Và cái mẫu chậu FA530 ở bên em, FA530 thì có kích thước là, em nhầm nhá, cái mẫu chậu này là mẫu chậu FA520 nhá. FA520 thì sợ có kích thước là 38,5, lọt lòng nó sẽ là 33. Cái chiều cao của chậu thì nó sẽ là 28. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá là 24.000 đồng nhé. Sẽ rất là rộng cho các anh các chị trồng cây, trồng hoa. Với nhu cầu là trồng to, chậu to hơn cái chậu FA480 thì đã có là cái chậu FA màu đen 520 này nha. Một cái video ngắn thì em vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn bốn cái kích thước của mẫu chậu FA đen. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi hết video. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Vật tư Nông nghiệp Thúy Nhung nhé.